Hey yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một video review những món đồ mà mình pick up được trong khoảng tháng 10 và tháng 11 vừa qua. Thì dạo gần đây mình có một số món đồ như là giày, quần jean, áo khoác và kín. Trong video lần này thì mình sẽ review những món đồ đó cho các bạn thấy. Đầu tiên mình sẽ review cái đôi giày mà mình vừa mua, đó là đôi giày có tên là Nike Dunk 2 Sparta Green. Thì như các bạn đã biết thì năm 2020 là một năm bùng nổ của những đôi giày Nike Dunk từ high cho đến low và cực kỳ nhiều phối màu là được ra đời. Và chính vì thế mình đã quyết định mua cho mình đôi Nike Dunk đầu tiên. Đối với mình thì phối màu này quá là đẹp và nó không quá chói lóa. Cái màu xanh lá cây ở đây thì không phải là kiểu màu xanh rực rỡ mà nó màu xanh lá cây ở đây hình như mình cảm giác giống như nó phá giữa màu xanh lá cây và màu đen ấy. Vì thế thì cái màu của nó là không quá nổi bật và cũng khá là dễ đi và phối đồ. Nếu như nhìn qua thì chúng ta có thể thấy là những đôi Nike Dunk 2 này có cái form dáng và cái chất liệu khá giống với những đôi Air Jordan 1 hoặc Air Jordan 1 2. Và nó có cả một chút đó là những đôi Air Jordan 1 2 thì phía sau này có vẻ như là rộng hơn và cái phần chỗ này có cảm giác như bé hơn. Thực sự mà nói thì dạo gần đây mình thích những đôi Nike Dunk 2 hơn so với những đôi Air Jordan 1 2. Và đôi giày này đi cũng khá là thoải mái và êm chân, nó cũng phù hợp với nhiều trang phục. Tiếp đến thì cũng liên quan đến giày nhưng là không phải là giày mà đó là dây giày. Mình có mua một số dây giày màu cream thì cái màu này có cái màu là giống như màu then á. Thì mình đã thay dây giày cho một số đôi giày của mình, đó là đôi mình đã thay dây giày cho hai đôi giày của mình, đó là đôi Air Force One và đôi Nike Blazer trao lưu. Dây giày cream ở thời điểm hiện tại khá là hot và đối với bản thân mình thì mình khá là thích cái màu dây giày này đối với hai cái đôi giày trắng của mình. Dây giày này vào cái đôi giày này thì nó cảm giác như kiểu là cũ cũ và nó mang lại cho bạn gì đó giống như kiểu vintage. Tiếp theo mình sẽ review những chiếc jacket mà mình mua. Thì đầu tiên mình sẽ review chiếc Varsity jacket của hãng Donke. Và đây là chiếc Varsity jacket mà mình mua. Nếu như các bạn không biết thì Donke là một logo brand của Trung Quốc và cái logo brand này sản xuất khá là nhiều những chiếc jacket có nhiều phối màu. Về chất lượng của hãng này là cực kỳ đáng đồng tiền luôn và mức giá của nó thì cũng không quá là rẻ. Những chiếc jacket này có cái giá tầm khoảng là sấp xỉ gì đó vào khoảng 200 đô. Về chiếc jacket này thì nó có hai phối màu cơ bản, đó là màu xanh đậm và màu trắng. Những cái mảng màu xanh đậm ở đây thì nó được làm bằng vải len, vải vun á. Chất liệu của nó thì vừa phải, không quá dày. Và chiếc jacket này thì các bạn có thể mang vào những ngày mùa thu hoặc là mùa đông đều được. Về phần tay áo thì nó được làm bằng da và cái da này thì chất liệu khá là tốt, khá là chất lượng, nhưng mà mình cũng không biết đó là giá thật hay là giá giả nữa. Một số đặc điểm thì làm cho chiếc áo này trở nên đẹp và nổi bật hơn, đó là nó có những logo thêu. Ở trước thì có logo hình chữ D ở đây, ở bên này thì có hình sao và cái chữ Donke ở đây cũng thêu. Một điểm lưu ý về những chiếc Varsity jacket thì mình thích những chiếc jacket có logo thêu hơn so với những chiếc jacket trơn hoặc là được in hình. In á, không phải là thêu. Vì đối với mình thì những chiếc jacket thêu thì nó có cảm giác tinh tế và nổi bật và làm cho điểm nhấn jacket trở nên đẹp hơn. Mặt sau của chiếc áo thì cũng được thêu hoa văn khá là nhiều. Ở trên này thì cái logo Donke khá là to, màu đen ở đây khá là nổi bật, thêu khá là đẹp luôn. Ở đây thì có cái hình quân bài gì đó và cái gì đây, giống như những hình xúc xắc ở kiểu ở sông bài ấy. Nói chung thì cái chi tiết thêu của nó là cực kỳ tinh tế luôn, sơ vào thì cũng khá là sợ tay. Phía trong thì nó có lực băng giá gì đó màu mỏng thôi và khá là phù hợp cho những ngày trời se se lạnh. Sau đây thì mình sẽ mang chiếc áo này lên. Về size riêng của chiếc áo này thì mình mang size S và mình cao 1m74, nặng 64kg. Và cái size S này thì mình mang vừa vặn và fit với cơ thể của mình hơn. Nếu bạn muốn mang oversize hoặc là hơi rộng một chút thì các bạn có thể ở lên một size. Fit của chiếc áo này cực kỳ đẹp luôn. Đây là một chiếc favorite jacket của mình. Mang nó thì khá vừa với cơ thể. Và tiếp theo thì mình có mua một chiếc Varsity jacket nữa. Màu hơi đỏ thẫm và trắng. Thì cái chiếc jacket này cũng khá là đẹp, của cái hãng một logo brand của Trung Quốc. Cái hãng này thì mình mua ở trên Taobao á. Taobao mình mua size M nhưng nó lại ship cho mình tới tận size L và mình khá là buồn luôn, và mình đang liên hệ với nó để đổi size lại cho mình. Và chất lượng của nó thì cũng khá là ok, tương tự với cái chiếc jacket kia, nhưng mà theo mình đánh giá thì chất liệu nó không bằng. Cũng có nhiều chi tiết khá là đẹp ở đây, nhiều chi tiết hoa văn chữ M như là logo của nó, thì như đấy cũng logo của nó thì phải.
phía sau thì là trơn, không có gì cả. Hai tay thì cũng có chi tiết thêu ở đây, khá là bắt mắt. Bên tay này cũng tương tự như vậy. Và đó là hai chiếc jacket mà mình mua. Và tiếp theo mình sẽ review những chiếc quần mà mình mua. Mình có mua hai chiếc quần jean Levi. Đầu tiên thì mình có mua một chiếc Levi 501. Thì chiếc quần này có form đó là form xuống, form đứng á. Form xuống là nghĩa là kiểu nó sẽ đứng từ phần này xuống dưới. Và cái đồ rồng của nó sẽ bằng nhau thẳng đứng luôn. Cả những chiếc quần slim fit hoặc là skinny fit. Cái đấy thì mình hay đi mang những chiếc quần ống xuống như thế này, bởi vì mang những chiếc quần như thế này thoải mái hơn nhiều so với những chiếc quần skinny jean hoặc là slim fit. Mang những chiếc quần này là vừa mát mẻ và thoải mái hơn. Chiếc quần này mình mua ở store Việt Nam và size 30, size 31. Chú size của mình là 30-30, nhưng mà chiếc quần này thì hai chiếc quần này nó hình như chất liệu nó khá hơn hay sao. Vì thế thì mình có ợp lên size 31, cái eo này là eo size 31. Cái màu của nó thì cái màu đen, nhưng mà không phải là đen mà giống như đen và được wash cho kiểu màu, nó thành cái màu giống như màu xám á. Mình mua chiếc quần này ở store Levi gần chỗ mình ở luôn. Bạn có thể ra đó thử tròn size thoải mái. Theo đánh giá của mình về chiếc quần này thì chất liệu cũng khá ok. Chất liệu của nó hơi mỏng một chút, không quá dày. So với cái mức giá thì mình cảm thấy hình như nó hơi đắt. Chắc là cái giá cả của thương hiệu. Những form dáng của nó cũng khá là đẹp. Mình cực kỳ thích cái form dáng của quần Levi 501 này. Đây là chiếc quần Levi mới nên nó được sản xuất ở Pakistan thì cũng chứ không phải là sản xuất ở Mỹ, giống như những chiếc quần vintage Levi á. Và chất liệu của nó thì theo mình đánh giá thì ở mức trung bình thì cũng không phải là quá tốt lắm. Tiếp theo mình cũng có một chiếc quần Levi, nhưng mà chiếc quần này là vintage Levi. Chiếc quần này mình mua online ở một cái thrift shop ở trên Facebook á. Và chiếc quần này cũng là Levi 501 nhưng mà tầm size 34 luôn. Chính vì thế thì sau khi mua về thì mình đã phải đi sửa lại phù hợp với cái size của mình, đó là size 30-30. Đây là một chiếc quần cũ nên màu của nó đúng là cũ thật. Và nó giống như kiểu cái phần ở đây bị bạc màu và có hơi bẩn bẩn một chỉ. Vì đây là một chiếc quần cũ nên nó có màu hơi cũ. Chiếc quần này có cái màu hơi cũ và có nhiều vết bẩn thì cũng không sao cả. Vì mình mua một chiếc quần cũ mà nên không thể đòi hỏi là chiếc quần này mới hoàn toàn được. Vì chất liệu của chiếc quần này là sản xuất bằng 100% cô tông và cái chất liệu của nó dày dặn hơn so với chiếc quần kia rất nhiều. Chất lượng của nó thì em mình đánh giá là hơn nhiều lần. Bởi vì chiếc quần này là được sản xuất ở Mỹ chứ không phải ở Bangladesh như chiếc quần kia. Chiếc quần này mình cũng mang khá là nhiều luôn. Và cái màu của nó cũng khá là dễ mang luôn. Và món đồ cuối cùng mà mình mua trong đợt thời gian gần đây đó là kính mà mình đang mang ở đây. Thì đây là một chiếc kính Gentle Monster, có tên là Southside Black 01. Đây là cái vỏ của chiếc kính. Thì mình mua chiếc kính này ở cái trang gọi là muahanghieu.com. Thì như các bạn đã biết thì Gentle Monster ở trên thị trường thì có rất là nhiều người bán luôn. Và để tìm ra cho được một địa điểm uy tín để mua hàng chính hãng thì mình cũng khá là đau đầu. Và sau một thời gian tìm hiểu khá là lâu thì mình đã quyết định mua trên cái trang vô hàng hiệu. Sau đây mình sẽ review chiếc kính này. Thì chiếc kính này, đây là cái hộp chiếc kính. Phía trong nó sẽ có cái hộp nhỏ ở đây. Thì hộp nhỏ ở đây là được cái kính này. Và trong đó thì trong này thì có thêm một số cái phần giống như kiểu đấy là cái trong này có cái mã thẻ để mình check cái kính này có thật hay là giả. Nhưng thực ra mình còn cũng chưa check luôn. Có cái khăn để mà lau cái kính này. Tiếp theo mình sẽ review chiếc kính này. Đây là chiếc kính. Chiếc kính này là chiếc kính cận. Các bạn có thể thay cái trong kính này bằng cái trong kính cận nếu như các bạn bị cận. Hiện tại thì mình chưa bị cận nên mình sẽ chưa thay một. Ở đây thì có hai bên cái chiếc kính này có cái logo khá là tinh tế, chữ V. Mình cũng biết chữ V là cái chữ gì nữa. Vì sao Gentle Monster lại có chữ V ở đây? Phía trong này thì sẽ phía trong cái gồng kính này thì có cái chữ sao sai nhỏ nhỏ ở đây. Chắc là các bạn sẽ cũng thấy. Kính này thì có cái hình dạng khá là nhỏ và phù hợp với những người có khuôn mặt nhỏ như mình. Và khi đeo vào thì cũng khá là phù hợp với mặt của mình. Và đây là chiếc kính khá là đẹp, cực kỳ đáng mua. Nếu các bạn cần hoặc không cần thì cũng có thể mua được. Và đó là toàn bộ những món đồ mà mình mua được trong khoảng thời gian tháng 10 và tháng 11 vừa rồi. Dạo gần đây thì mình mua những món đồ chất lượng thay vì số lượng nhiều hơn. Trước đây thì mình hay mua linh tinh. Có những món đồ thì mình cảm thấy không phù hợp với bản thân cho lắm. Chính vì thế thì nguyên tắc mua đồ của mình hiện tại, nếu như ví dụ các bạn còn 500 ngàn để mua một chiếc quần chẳng hạn, thì thay vì mua hai chiếc quần thì các bạn có thể mua một chiếc quần thôi. Thay vì mua hai chiếc quần thì các bạn chỉ cần mua một chiếc quần để mang cho nó đẹp hơn và để đổi chất lượng lấy số lượng. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bấm like và subscribe kênh của mình.
Nếu có ý kiến gì về video này thì hãy để lại comment cho mình biết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.